Hello, chào anh em. Vâng, mình đang có rất là nhiều S9 Plus ở đây. Đó, mình về rất là nhiều nha. Chỗ này chỉ là một nửa thôi, còn một nửa ngoài kia đang test. Đó, thì là mình về những lô hàng này rất là lâu rồi. Mình về được khoảng tầm khoảng 2 tuần rồi. Mình bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà tại vì cứ mãi làm clip quảng cáo cho anh em cái con Note 10 Plus ấy và chưa làm được con này. Con này thì bán ở shop rất là chạy. Đơn giản thôi, giá rất là rẻ, có thể cao đúng không? Toàn là flagship rồi, toàn là S9 Plus. Mà bây giờ anh em biết mua bao tiền không nhỉ? Bây giờ mua những chiếc máy này chỉ tầm khoảng loanh quanh 4 triệu thôi nhá. S9 Plus là loanh quanh 4 triệu. Mình có cả S9 nữa, S9 thì mình sẽ làm clip sau, giá thì khoảng loanh quanh 3 triệu. Và những chiếc máy này chỉ loanh quanh 4 triệu thôi. Và đây là những chiếc máy của Hàn và đã được bên mình làm lên 2 SIM rồi. Có nghĩa là bên mình đã chạy lên 2 SIM rồi nhá. Mà anh em dùng thoải mái luôn, mà chạy lên 2 SIM vẫn trên nền ROM gốc ấy. Đây này. Đây là hoàn toàn là những ứng dụng của ngân hàng hay là những ứng dụng mà không cần phải rốt ấy. Không tránh đốt ấy, là chúng ta hoàn toàn dùng bình thường đó, không ảnh hưởng gì đâu nhá, mà ROM rất là ổn định này. Đấy nhá, các bạn có thể nhìn thấy nhá, đó, mình đã lên 2 SIM thì báo là G960F này, 2 SIM đó, nhưng mà đây là máy của Hàn Quốc này, sản xuất từ năm 2018 đó. Thì bên mình bán rất là nhiều và giá rất là rẻ, thì ngày hôm nay thì mình muốn làm clip để mình giới thiệu cho anh em, mà anh em nào xa có thể là tiếp cận được bên mình để mua những chiếc sản phẩm này. Thì bên mình có ship sale toàn quốc sản phẩm này nhá, bảo hành 12 tháng cho anh em. Đó, anh em thấy nhìn nhá, logo gốc này, vẫn giữ logo gốc và ROM gốc luôn, chỉ fix lên quốc tế và chỉ fix lên 2 SIM thôi và dùng 2 SIM bình thường, tất cả mình đều dùng 2 SIM hết. Thì ở bên mình thì những chiếc máy này là đây là bây giờ mình làm nhá, thì là giống như chiếc Note 10 hôm trước, có nghĩa là bên mình có máy đẹp và máy 95, thì máy 95 thì rẻ thôi. Máy 95 thì tầm khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu một tí thôi, tầm 4 triệu 050. Đó, còn máy 99 thì chưa 5 triệu. Thế nên là anh em có thoải mái lựa chọn nhá. Ở website mình là mm.vn và lựa chọn chi tiết nhá. Thì giá hiện tại bên mình đang báo là tầm đấy thôi, chứ thời gian sau có thể nó rẻ hơn. Thế nên anh em nào xem cái clip này mà muộn ấy, sang năm 2022 mà anh em xem ấy, thì anh em cập nhật lại website cho mình. Tại vì là nhiều khi anh em xem bỏ quá, mẹ ông 2022 mà bán máy này 5 triệu, 4 triệu mấy 5 triệu thì đắt quá. Thì bây giờ mình đang nói là 2021. Tháng 12 năm 2021 đúng không? Thì ngày hôm nay thì mình làm clip để giới thiệu sơ qua chiếc máy này và mình hướng dẫn anh em cách chọn mua lần nữa, bởi vì hiện tại những chiếc máy này đã ra mắt được từ năm 2018 đến bây giờ là 3 năm, hơn 3 năm rồi, thành ra máy dựng rất là nhiều. Anh em mua máy nhái, máy dựng rất là bị dính rất là nhiều, mình từng làm clip vào chiếc máy này nhiều lần rồi. Đó, lần này mình làm lại lần nữa để cho anh em chắc chắn là lần này anh em mua vẫn là ngon đúng không? Bên mình đã làm clip này, bên mình bán phải ngon. Đó. Thì việc đầu tiên thì ngày mình làm ấy thì bên mình đợt này về ấy, thì chỉ có những màu như thế này thôi. Đó là màu tím này, màu đỏ thì chỉ về một con duy nhất này. Đó, anh em nhìn thì cả đống về một con duy nhất, chủ yếu là màu tím và màu xanh này. Màu đen này. Đó, màu đen nhá. Và màu tím rất là nhiều. Đó. Thì nó có cái màu vàng nữa. Màu vàng thì mình bán hết rồi. Màu vàng bên ngoài kia test còn có 2 con rồi, mình bán hết rồi. Và chủ yếu là màu tím thôi. Đó, giá chắc chắn là màu tím là rẻ nhất rồi đúng không anh em? Thế này anh em cứ cập nhật chi tiết để mua nhá. Hôm nay mình đang sổ mũi một chút, ở ngoài miền Bắc rất là lạnh. Đó. Thế là rất dễ bị sổ mũi. Đó, thì mình sẽ nói nó hơi khó nghe một chút, mong anh em thông cảm. Bình thường khó nghe rồi, lần này khó nghe hơn một tí, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua về cách xem nhé. Thì việc đầu tiên anh em đi mua chiếc máy này, để thời điểm bây giờ nó ra mắt cái đây 3 năm rồi, thế nên anh em không còn đòi hỏi được quá là đẹp đâu nhá. Đừng lên đòi hỏi quá là đẹp mà phải cần phải zin, đúng không? Giá rẻ nhưng mà vẫn phải zin. Đấy, cái điều quan trọng là mình làm clip này là hướng dẫn anh em như vậy. Việc đầu tiên anh em cùng nhận biết về màu trước. Đó, thì mình đã nói lại này, là chiếc máy này có tất cả 8 màu cơ. Nhưng mà đa phần bán ra thị trường nhiều nhất ấy, thì nó chỉ có 5 cái màu cơ bản thôi. Đây, mình sẽ bỏ qua đống máy, khoe nhiều máy thôi, chứ bỏ qua một bên nhá, để mình sẽ nói chính cụ thể hơn. Đó, chỉ bây giờ hiện tại là chỉ có 4 cái màu là cơ bản nhất. Mà mình thì bây giờ chỉ có 3 cái màu, 4 cái màu sẵn đây. Đó, thì mình giới thiệu anh em cho 5 màu cơ bản nhất. Đó là bán được nhiều nhất, đó là màu đỏ rượu vang này. Màu này cũng thuộc dạng limited, không có nhiều đâu, sản xuất giới hạn. Đó. Thứ hai màu ra nhiều nhất là màu xanh rất là nhiều, màu xanh vô cùng là nhiều luôn, bán ra rất là nhiều. Đó, cái màu cơ bản nó là màu đen nhưng mà số lượng bán ra không nhiều bằng màu xanh. Đó, và cái màu cũng tương tự như màu đen, đó là màu tím. Nhưng bây giờ màu tím là nhiều, bên mình rất là nhiều, đó màu tím. Đó, và cái màu mà mình không có ở đây đó, màu vàng thì bán số lượng nó ít thôi, không nhiều. Bởi vì cái màu vàng nhìn hơi buồn cười, mình sẽ lấy một chiếc S9 để cho các bạn hình dung nha. Đấy nha, và đây là cái màu vàng này, nhưng đây là S9 thôi. Đó, màu vàng nó sẽ như này, S9 thì nó một cam. Đó, đó là cách phân biệt về màu trước. Thì là cùng xem là phải chuẩn như này nhá. Nhưng nhiều khi anh em mua ấy, mà các màu ví dụ như màu này tươi quá này, hoặc cái màu đỏ tươi ấy, hoặc là cái màu đen hơi xám xám này, hoặc cái màu tím nó giống như màu tím của con S8 ấy, thì tím mắm tôm của S8 ấy, thì không phải đâu nhá. Đó, S9 mà lớn nó chuẩn màu như thế này.
thì mình quay bằng camera của Samsung ấy, của chính Samsung luôn, chứ mình không quay bằng camera chuyên nghiệp. Thế nên là anh em ở trên đấy anh em có thể nhìn là anh em sẽ biết là nó màu sắc nó tương tự như ngoài đúng không? Đó, mình không chỉnh sửa gì cả, để camera rất là thật màu. Anh em tưởng tượng là như vậy nhá, là phải màu chuẩn như vậy. Và bây giờ S9 Plus ấy, cùng phân biệt tiếp nữa là S9 Plus về cái mặt đằng sau ấy, thì là anh em nhìn đấy là có hai camera. S9 Plus là nó có hai camera. Nó khác so với S9, S9 chỉ có một camera thôi, còn S9 Plus nó sẽ có hai camera nhá. Hai camera đây này. Đó, và cái camera của nó sẽ là kính camera nó sẽ là màu đen. Kính camera tất cả các màu nó sẽ là màu đen. Chứ nó không giống như của Note 9. Note 9 thì kính camera nó sẽ theo màu của máy, nhưng mà kính camera của S9 tất cả nó sẽ là màu đen hết, màu gì là kính camera nó sẽ là màu đen nhá. Nhưng mà cái viền camera ấy, thì nó có cái màu tương tự như là cái viền camera, viền màu của máy. Đó, cái viền camera này. Cái viền camera này giống cái viền màu của máy này. Đó, màu xanh này. Đây này. Đó, màu xanh đây. Màu đen này. Viền camera nó là bằng kim loại chứ nó không phải là bằng kính đâu. Đó, viền camera này. Và phim hô thì nó sẽ có viền giống màu, ví dụ như màu đỏ là màu đỏ này, màu xanh là màu xanh này, màu đen đen, tím là tím. Nó cái viền camera sẽ là tương tự như vậy. Và khi anh em đi mua máy thì anh em cũng xem lắp lưng này, anh em nhiều khi đã nhận là máy dựng hay máy xịn rồi, đúng không? Nhìn qua lắp lưng tiếp lần nữa nhé. Đó, thì đến lượt cái logo Samsung, thì cái logo Samsung ở đây ấy là nó sẽ được in chìm bên trong, nó sẽ được in chìm bên trong anh em nhé, em lưu ý như vậy. Nó sẽ được in chìm bên trong, và cái màu rất là hay ở cái như này này. Có nghĩa ấy, là cái màu mà sặc sỡ ấy, ví dụ như là màu tím, màu xanh và cả màu đỏ ấy, thì nó sẽ là màu bạc, rất là đậm nét, nó rất là đậm nét. Nhưng riêng cái màu đen và cái màu vàng anh có thể nhìn thấy nó sẽ sậm xuống này, nó sẽ sậm xuống là theo cái màu của máy đấy, nó không bóng lên như màu của các màu khác ở đây. Nhưng mà lưu ý nhé, nó phải in chìm bên trong, chứ nhiều hàng fake ấy, hàng fake là nó sẽ in lên ngoài bên ngoài, có nghĩa là in cái chữ in Samsung nó sẽ nằm bên ngoài. Đấy, logo của Samsung nó sẽ nằm bên trên. Hàng Hàn Quốc là như vậy nhá, còn hàng Nhật Bản thì chắc không có chữ Samsung đâu, mà là chữ Galaxy ấy. Thì bây giờ mình chỉ nói là cái hàng Hàn Quốc thôi. Đó. Cái màu anh em nhìn nhá, là nhiều khi anh em đi mua ở trên mạng, anh em bảo người ta chụp ảnh cho anh em xem máy, chụp ảnh mà nhìn nó không chuẩn như mình nói thì anh em đừng có mua. Đó. Và cái quan trọng nữa ở cái lắp lưng, quan trọng nữa ở cái lắp lưng ấy là bao giờ hàng Samsung xuất ra thị trường Hàn Quốc nó sẽ phải có thông tin in email ở đằng sau lưng. Chắc chắn luôn. Màu vàng nhìn rất là dễ nhá, đây là cái dòng này, nhưng các màu khác nhìn khó nhá, màu đen này, màu đen thì khó vô cùng luôn. Đó, nhưng nó sẽ phải có nhá, nó sẽ phải có này, màu đen thì khó lắm. Màu đen thì khó nhưng sẽ phải có. Đây màu tím này, màu tím mình sẽ lấy như nào dễ nhá. Đây màu tím anh em nhìn nhá. Nó sẽ có dòng chữ ở đây này. Đó. Và cái này nó sẽ là số email của máy, ở trên bên ngoài cùng ấy nó sẽ có tên mã của hàng Hàn Quốc là G965N nhá. G965N này. Sau đó đến một số ký tự Hàn Quốc và sau đó đến dãy số email. Đó, đến dãy số email đằng sau nó sẽ phải chuẩn. Đây này, con màu xanh này. Nói chung là màu xanh rất là khó nhìn, màu đỏ cũng vậy, chỉ có cái màu vàng là dễ nhìn thôi. Đây màu đỏ cũng vậy, rất là khó nhìn luôn. Đó cho anh em nhìn không? Nó có đường ra ngang này. Còn nếu mà không có cái dãy số in email ở đây thì chắc chắn là lưng thay rồi. Lưng thay nhiều khi nó cũng in giống như này, cũng màu giống như này. Nhưng mà nó lại là không có email thì nó chỉ là lưng thay thôi. Có nghĩa là vỡ lưng thay thì nhẹ, mà không thì nó chính là hàng dựng luôn. Nó sẽ lấy lưng hoặc là thay vào. Bởi vì là mình chưa thấy bên nào nó. Ngày xưa ấy, mình nhớ là hình như có bên nó in được email, khắc được email vào bên trong của nắp lưng. Nhưng mà nó chi trông nó cũng dại lắm. Còn gần như là mình chưa thấy bên nào nó làm được. Mà đa phần là nó cứ mua mẹ nắp lưng hỏng ở ngoài nó thay vào, nó dựng lên con máy cho nó đẹp thôi. Đấy, vỡ viếc thì nó cứ thay là xong. Đấy, còn nắp lưng chuẩn là nó phải có dãy số email bên dưới nhá. Phải có dãy số email này. Đó, 100% Hàn Quốc là phải như thế. Hàng bán thương mại bình thường nó phải có dãy số email bên dưới. Hàng Reforbit ấy thì dãy số email sẽ là sai hoặc không có dãy số email. Đó, còn bây giờ mình chỉ có hàng thương mại bình thường thôi thì cũng hiếm lắm. Reforbit là hàng tân trang lại chính hãng ấy. Tân trang lại chính hãng, anh em lưu ý với hàng đấy, với hàng dựng cũng là hàng tân trang, như là tân trang ở bên ngoài, linh kiện chắp vá linh tinh. Đó, còn hàng tân trang lại chính hãng thì mình chưa có con nào ở đây, mình cho anh em xem. Ngày xưa hàng Samsung ấy, hàng tân trang lại chính hãng của Asurion của Mỹ ấy, thì nó sẽ xóa số email bên trên đi, in số email bên dưới và ghi là được refurbished bởi Asurion chẳng hạn. Đấy, thì đấy là hàng tân trang lại chính hãng, còn hàng của Samsung Hàn Quốc thì mình chưa gặp. Hàng Mỹ thì mình gặp rồi. Đó. Thì bây giờ là xem cái lưng nó là như thế nhá. Đó, còn tiếp nữa soi kỹ vào cái lưng một chút nữa là phần camera đằng trên này, thì S9 Plus nó hai camera. Nhưng mà hai mắt camera ấy thì là nó sẽ có màu khác nhau. Ví dụ cái mắt bên dưới nó sẽ đen hơn, mắt bên trên nó sẽ nhìn rõ thấu kính hơn. À, nhìn rõ phần nhựa hơn. Đó, lưu ý là hàng cái S9 Plus chăm là như thế nhá. Chứ còn nếu mà hai camera giống nhau đều là nhìn rõ nhựa là không phải đâu nhá. Bởi vì cái camera hàng xịn mà nó làm được cái đen như này rất là khó. Thế nên là khi anh em đi mua, anh em cứ phải tìm xem có camera đen không. Chứ còn hai cái bên trên bên dưới giống nhau thì không phải đâu. Nhiều khi hàng fake ấy, hoặc là cái camera bên dưới được bị động tay và mất cái phần đen rồi,
thì nó sẽ lộ ra như vậy, rất là đẻo đúng không? Đó, anh em lưu ý là như vậy nhá. À quên mất đấy, thì anh em được biết là hàng fake ở trên mạng hay bán S9 mà lỡ rất là rẻ thì 2 triệu máy mới full box, thì thường thường là nó in chữ Galaxy S9 cộng ở chỗ này luôn, giống như hàng Mỹ ấy, nó in rất là đậm ở chỗ này, và cái dãy số email nó in bóng như là cái logo của hãng này, có nghĩa là anh em nhìn nó in bóng luôn, rõ là email như nào và thông tin tất cả thùng rác thứ rất là nhiều dòng ở đây, nhưng riêng hàng Hàn Quốc chuẩn nhá là nó chỉ có một dòng thôi. Đấy là mình nói lại cái này là nữa, bây giờ mình hơi thiếu sót, anh em lưu ý như vậy. Và anh em đừng có tin cái là được giảm giá sale off nhân ngày nọ ngày kia, giá S9 mà lướt chỉ còn 2 triệu, bây giờ thì không có được, ngày xưa là như vậy, nhưng bây giờ anh em xem anh em cũng không nên mua, hoặc anh em xem website nào anh em mua, hay là S9 mà lướt hàng Singapore, hay S9 mà lướt hàng Đài Loan, hay là hàng Hàn Quốc với giá như vậy là không có đâu nhá, nó chỉ có lừa anh em thôi. Đấy, anh em cứ yên tâm là anh em cứ mua máy thì anh em bảo nó chụp anh em trước, hàng nguyên siêu giờ không có đâu, hàng nguyên siêu giờ chỉ có dựng thôi, đừng mua hàng nguyên siêu, mua máy cũ thôi. Đó, như vậy. Đó thì và lưng là như thế rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần viền. Thì ngày xưa làm rồi nhưng vẫn phải nói lại. Để cho anh em nào chưa biết là xem. Thì hiện tại bên mình đang bán đa phần là hàng 99 Lai Lưu như thế này. Thì viền nó rất là đẹp, mình có lựa chọn mà. Mình có lựa chọn mình lấy cả lố về, nhưng mà nếu mà xấu quá, màn xước quá mình trả lại. Còn viền mà mất gọi là mất thịt nhiều quá, bên mình gọi thuật ngữ là mất thịt nhiều quá đấy, có nghĩa là bị cấn rất nặng ấy, thì mình cũng trả lại. Còn hàng nào mà phải thôi thì mình vẫn giữ lại, mình bán dạng 95. Đấy nhá, mình sẽ tìm cho một con anh em xem. Đây này. Ví dụ như con này chẳng hạn, rất là đẹp viền đúng không? Viền rất là đẹp, chưa mất thịt thế nào, nhưng mà bị xước tí cam phần cả vân tay này, xước một tí này. Đó thì mình sẽ bán này 95 rẻ thôi, rất là rẻ nhá, rẻ hơn mấy trăm so với hàng 99 đấy. Đó, 400 liền. Đây nhá, anh em nhìn nhá, đây này. Đó, ví dụ xước cái này thì mình sẽ bán hàng 95, vân tay vẫn dùng bình thường nhưng chỉ bị xước thôi, cho hơi xấu thôi. Đó, lấy cái bút màu tô vào hết, nói vui thôi. Đó, thì là mình sẽ bán hàng 95. Để mình xem còn con hàng 95 là nữa không nào, đây này. Đó, toàn là đa phần là sức vân tay thôi, chứ viền đẹp nhá. Viền rất đẹp, đa phần là sức vân tay thôi. Đó, xem có con nữa không nào. Đây, 99 hết rồi. Đây, 95. Con này không sức vân tay, không biết là như nào lại 95. Đấy, xem cái viền có xấu không. Thì bên mình về mình phân ra như vậy. Đây này, đấy, có những cái chấm nhẹ nhẹ như này này. Đó, chấm nhẹ nhẹ như này này. Sử dụng lâu dài, dùng lâu là sao tránh khỏi đúng không? Đó, thì bán 95 luôn, bán rẻ luôn. Đấy, phải như này này. Đó, bán rẻ luôn. Đó, còn vân tay rất là đẹp nhá. Chỉ duy nhất, mình thấy mỗi duy nhất cái chấm này thôi. Các bên khác vẫn bán 99 như thường, nhưng mình bán 95 thôi nhá. Đó là cái viền anh em xem như vậy. Chứ hàng cấn móc quá không nên mua nhá. Hàng cấn móc quá nhiều khi rơi vỡ màn, nó ép kính rồi, không bền màn đâu. Đó, thì bán 95. Đó, còn cái này bán 95 thì mình thấy thôi, chỉ có mỗi thế thôi. Đó. Là xem cái viền, đúng rồi, đến giờ xem cái viền đây, cái viền nhá. Cái viền thì là đây cùng xem nhá, màu sắc cái viền ấy nó sẽ tương đồng với nhau hết. Đây này anh em nhìn nhá. Đây là phím bấm nhá. Đây là phím bấm này. Phím bấm này, phím bấm của màu viền với ấy là tương đồng với nhau này. Đó, phím bấm rất là chắc chắn luôn. Ấn phím nào đều phím đấy luôn. Mới là chuẩn. Đó. Đó, lưu ý là như vậy, anh em lưu ý như vậy nhá. Phía bên trên nhá là nó có phần nhựa này, hai phần nhựa ở đây. Đó là hai cái phần phân tách anten ấy, đây này, hai phần nhựa này. Đó thì cũng phải đồng màu với cả màu của ấy luôn, ví dụ như màu đỏ này, xanh này, đen này, tím này, vàng này thì đồng màu, và nó sẽ trùng màu màu chân sạc này. Đây, trùng với phần nhựa đây này. Vì là một khối trùng một chân viền tai nghe này. Phải trùng. Đó, anh lưu ý như vậy nhá. Nhìn chưa? Nó phải trùng nhá. Đó, phải trùng nhá. Đó, lưu ý như vậy. Đó, và khi nhắm mắt vào vuốt này, nó như một khối luôn chứ không phải là hai khối khác nhau. Nhắm mắt, cứ nhắm mắt vào vuốt thử nhá, nó liền luôn, liền lèo luôn. Không có một tí sơn thừa ở đây, sơn thừa đa phần bị phun lại, nhưng đây không tí sơn thừa luôn. Liền lèo luôn. Đó, anh lưu ý nhá. Cái lỗ mic phụ này, ở phía trên đây là lỗ chọc sim nhá. Đó, đây là lỗ mic phụ nhá. Hai phím lỗ đều nhau nhá, và cái lỗ mic phụ này rất là đẹp luôn. Đó, không có cấn sơn xiết gì cả, không bị phun lại. Đó, và chuẩn như thế nhá. Đấy, cái viền như vậy. Đó, bên này vậy này. Từ sau này là hai cái phần giải nhựa này. Đấy, đồng màu bên trên bên dưới, đồng màu. Chân sạc càng đẹp càng tốt. Đó. Chân sạc càng đẹp càng tốt. Bởi vì chân sạc ít dùng. Đúng không? Đó, đây là cái phần xem viền. Tiếp nữa là xem mặt trước là quan trọng. Đa phần ấy là máy bên mình ấy là có lựa chọn xước màn là kỵ nhất bên mình. Bị xước màn sâu là kỵ nhất, mình không lấy. Mình chỉ lấy ví dụ như phải hoặc là rất không xước thì càng đẹp. Đó. Thì khi máy S9 mà lướt, nếu anh em mua trên mạng, anh em yêu cầu là các bạn hãy chụp ảnh cho mình xem cái màn thử xem nào. Nó phải đen nhé, toàn là màn lép hết. Thế nên là rất là đen nhé. Đó các bạn nhìn nhá.
nó đen như thế này này, nó đen như cả là một khối luôn, nó không nhận ra đâu là viền mà đâu là màn luôn, họ đen như này luôn, đen sâu thẳm luôn, không một cái logo hay ký tự nào ở trên màn, nhưng chỉ bật lên mới phát hiện ra là khác thôi. Đó đây này, đó, và cái viền của màn nó sẽ như này. Viền của màn những dòng S9 Plus này nó ra từ năm 2018, nó không phải là viền mỏng như bây giờ. Bây giờ Note 10 Plus thì nó mỏng dính như này này. Và camera nằm trên màn đúng không? Cái viền màn nó gần như không có luôn. Còn S9 Plus thì nó vẫn còn nhá, camera và loa nằm trên cụm này hết. Đó, thì cùng xoay kỹ nhá, xoay kỹ cái viền này nó xem có bị chóc sơn hay không nhá. Đó, cái viền mà bị xước vào trong thì là do bị sửa nó không lấy đâu anh em nhá, hoặc là do ép lại kính thì không lấy. Đó, xoay thật kỹ vào này. Phía bên trên này này, nó sẽ là bao gồm cụm cảm biến camera trước và loa trong. Thì phải nhìn rất là đều màu đều nhá, camera trong này, loa trong này rất là đều này, camera nhìn rất là rõ ở đây, đây là mắt camera một mắt duy nhất thôi, còn bên này nó sẽ có bốn mắt cảm biến, các kích thước là sẽ khác nhau chứ không đều nhau nhá, mắt nhỏ nhất này, đây là đèn này, mắt cảm biến to nhất này, xong đến hai mắt cảm biến nhỏ nghe gọi này, đó đây là cảm biến bóng mắt đấy, còn đây là đây là cảm biến con này cảm biến bóng mắt không nhỉ, không biết là chỉ biết là cảm biến thôi, còn đây là hai cảm biến sáng này, nó sẽ hai mắt cảm biến sáng ở đây, bốn cái mắt này đều là tròn và kích thước sẽ khác nhau. Đó, phải nhìn nghiêng mới thấy nhá, chứ còn nhìn trực diện không thấy đâu đây. Đó, không biết trên camera các bạn có nhìn thấy không, nhìn nghiêng mới thấy nhá. Là phải đều như vậy. Phía bên này nó sẽ có một cái cảm biến nữa là gồm 1 2 3 4 5 6, 6 cái hình tròn. Đó, các bạn nhìn kỹ là gồm 6 hình tròn, cái camera nhìn rõ nhất. Đó, màn hình không được xước, cả cả hàng 95 bên mình cũng không xước màn hình đâu. Đó, thế nên các bạn mua yên tâm luôn, màn hình mình kỹ nhất là màn hình xước, xước lông mèo, xước nhẹ nhẹ được, xước sâu không có đâu các bạn nhìn thấy nhá. Xước một đường dài sâu là không bao giờ mình có, hay mình giả hết, mình không bán những cái dòng đấy. Đó. Màn hình nó phải như thế mà mình rất là đen nhá. Đây này, bật màn hình lên nhìn này. Không có điểm chết hay gì cả, không có điểm mực hay điểm chấm gì cả. Nhìn kỹ vào màn hình hay bị chấm lắm, hay bị ám mờ lắm. Nhìn kỹ không có nhá. Đó, là mới bây giờ ok được. Thì xem qua hình thức như vậy thôi. Đó, thì chúng ta cùng nhắm mắt là chúng ta vuốt này. Xem nó có đều nhau hay không này. Các cạnh có đều hay không này. Đó, nhắm mắt là chúng ta vuốt này, màn hình sẽ có đều không? Đứng sau vậy thôi. Chúng ta vuốt này, sẽ có đều hay không này. Đó, chúng ta nhìn thật kỹ cái mép nhá, chúng ta bấm trong bị bầu bùng hay không, đó sẽ bấm trong bầu bùng hay không này, bấm mà nó nhấc lên nhấc xuống ấy thì là bị tháo rồi đúng không, cả mặt trước cũng vậy, nó phải rất là khít bởi vì máy này là có khả năng chống nước rất là khít nhá, không được bầu bùng đâu, tí nữa sẽ kiểm tra áp suất rồi sẽ biết. Đó, ok, như thế là hình thức ok rồi, bây giờ kiểm tra nội dung bên trong, nội dung bên trong đúng không, thì đây nhá, bật máy lên rồi, ở đây chúng ta sẽ và bàn phím nó ấn sao thăng 06 thăng, sao thăng 06 thăng ấy thì nó sẽ ra dãy số email. Thì ở đây mình là máy hàng chuẩn là mình đã độ được 2 sim thì nó sẽ có email 1 và email 2 trùng nhau. Email 1 và email 2 trùng nhau nhá. Có hai email nó sẽ trùng nhau nhá. Chứ nếu mà hai email lệch nhau không chuẩn đâu. Hai email của những chiếc máy độ là 2 sim của Hàn Quốc bao giờ trùng nhau, bởi vì máy gốc của Hàn Quốc chỉ là một sim thôi. Nó áp lên 2 sim nó phải trùng nhau. Đó là hai email trùng nhau này. Đó là cái email này ý. Đây này, email này này. Là nó cũng phải trùng với lưng máy nhá. Là nó phải chạy trùng với lưng máy nhá. Đây cái dãy số này này. Nếu mà nó không trùng ấy thì là không chuẩn đâu. Đó, anh em lưu ý nhá, nó phải trùng với cái lưng này nhá. Xoay thật kỹ vào vì cái lưng này khó nhìn lắm, nhưng mà phải xoay thật kỹ vào phải trùng. Đó là cái bên trong. Cái tiếp theo nữa là đến kiểm tra áp suất, cũng là mã số ở trên màn hình gọi điện thôi. Sao thăng không sao thăng nhá. Mình đọc lại là sao thăng không sao thăng. Thì chúng ta chỉ quan tâm đến phần sensor này là chính rồi. Để kiểm tra có áp suất hay không, còn những cái phần này chúng ta sẽ xem sau. Đây là ấn vào sensor này. Chúng ta cùng chú ý đến kiểm tra áp suất kín hay hở này. Đây là 1020. Có những cái máy sẽ là 1010 hoặc 10 khác, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm là tí ấn nó nhảy hay không. Đó thì chúng ta dùng hai ngón tay chúng ta ấn đặt mạnh vào màn hình. Ấn mạnh nhá. Thì nó mới lên được. Đây này. Đó. Anh có thể nhìn thấy nhảy không? Có thể nhìn thấy là 20 nó lên nhá. Lên 24 26 này. Con này áp suất rất là ngon luôn, gọi là như máy mới luôn. Đó. Nó nhảy mạnh được mấy đơn vị như vậy thì nó áp suất mới còn. Đây nhá, mình thử test thử cho anh em xem này. Bây giờ mình sẽ tháo cái sim ra, tháo cái sim nghĩa là mất áp suất rồi đúng không? Tháo cái sim này này. Đó, mình ấn thử nhá. Đó, không hề hấn gì luôn, không nhảy một tí nào luôn. Cái số 9 số 1 này thì kệ nó nhá, cái số dưới số đơn vị của 1000 này, trước số phải đấy. Đó, ấn mạnh đến mấy có khi vỡ cả màn hình cũng không nhảy được, bởi vì áp suất mất rồi. Nhưng lắp kín rồi nhá. Đó, nhảy lên này, đây này. Đây là còn áp suất. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là 99% là còn zin. Trừ trường hợp thợ nó dán áp suất được thôi. 99 là còn zin, nó là khó, giá rất là khó. Chưa bị bung máy và có thể nhúng được nước luôn. Con này là nhúng được nước luôn. Tự tin nhúng nước luôn. Đó. Áp suất của nguyên là tự tin nhúng nước luôn thì anh em cứ yên tâm là con này rất là ngon. Hàng nào mà không có cái áp suất này là hàng fake, hàng nào ấn sao thăng không sao thăng không có là hàng fake, mà có mà vào bên trong mà không kiểm tra được áp suất ấy thì là mất áp suất rồi. Hình như chỉ có duy nhất một cái nhà mạng ở bên Mỹ là không ấn sao thăng không sao thăng thôi, nhưng mà chạy sang cái bản khác là ấn được. Đó.
Verizon thì phải. Đó, anh em lưu ý nhá, là còn áp suất này. Đó. Còn tiếp theo mình sẽ back lại. Ở cái menu này thì chúng ta có thể test được màu màn hình. Đó, các màu đây xem có màu màn hình có điểm chết hay không, và test được rung này. Đó, ấn vào lên nó sẽ rung này. Test được phần cam trước, cam sau này, test được cảm ứng này, test được loa này. Thì những chức năng đấy thì mình sẽ không nói nữa, mà anh em mua anh em tự xem nhá. Mình chỉ nói cơ bản để anh em xem thôi, bởi vì thời lượng video nó không có dài được. Đó. Thì bây giờ chúng ta đã test được là áp suất và test được email là trùng rồi, thì con máy này gần như là ngon đúng không? Ba phần nhà mình là như thế thôi, không có máy nào mà ấy đâu, không có áp suất đâu. Một gần như là 99% là có áp suất, trừ trường hợp mà nó cũ quá áp suất nó bị kém với thôi, thì những chiếc máy này mình thanh lý là rẻ thôi, chứ mình không bán cho anh em đâu. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng kiểm tra bằng cái phần mềm gọi cho nó vui thôi nhá. Đó là Phone Info. Thì ở trên này ấy, thì bây giờ nó lên hai sim rồi nên không cùng trùng mã nữa. Đó, nhưng chúng ta vào download mode và trùng mã nhá. Tí mình sẽ hướng dẫn anh em vào download mode. Đây là G965F nhưng mà tên mã là G965N đúng không? Đó, đã là F thì bên dưới này phải vi phạm bảo hành là một lần rồi, không nhân một rồi. Chứ nếu không nhân không mà trên này là F là hoàn toàn sai. Nó phải là N mới chuẩn đó. Đó, bởi vì mình chạy rồi, xuất xứ là Hàn Quốc này. Ở đây là xem được ngày xuất là 25 tháng 5 2018 này. Đó, mã CEC là đây là đã lên là UC là LGU cộng. Đó, mã các nước ở đây là bởi vì con này đây quốc tế rồi. Quốc gia xuất máy là Hàn Quốc, còn mạng di động là mình lắp SIM Viettel, mình test là hiện Viettel nhá. Chứ không phải là của Viettel phân phối đâu. Đó, là Korea, là Hàn Quốc, là của Việt Nam, là mã phân phối là Việt Nam. Đó, tên máy nó vẫn là tên sản phẩm vẫn là G965N này, chuẩn ở sau lưng nhá. Đó. Firmware nó thì ở đây. Đây là chạy ra ngoài rồi. Đó, Android là Android 10 rồi, sẵn rồi. Cái này xem cho vui thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ xem được là màn hình bao nhiêu inch và mật độ điện ảnh là bao nhiêu, camera sau nó sẽ là như nào. 12 megapixel của nó. Ở đây chúng ta sẽ xem được cam trước 8 MP, cam sau 2K, một cam 5.2 nữa. Pin là 3.500 nhá. Đó, ở đây sẽ có lịch sử sử dụng, những cái này thì rốt mới xem được. Đó. Bộ nhớ là hết 16% rồi, bây giờ RAM ấy. Thì cái này chỉ mang tính tham khảo thôi, ấn vào tân trang xem đã bị tân trang chưa. Cái tân trang này. Máy nào mà báo được tân trang là ngon đấy. Đấy, máy nguyên bản này, nhưng mà những cái máy thay vỏ vẫn báo nguyên bản bình thường, chỉ những máy Reforbit chuẩn của hãng ấy. Nếu mà anh em xem ấy là sau lưng mà nó không có email này, hoặc là sau lưng có email nhưng bị xóa đi này, là ghi là Reforbit ấy, thì kiểm tra ở trên này nó sẽ báo là hàng tân trang. Chứ còn nếu máy tân trang không chuẩn của hãng thì nó sẽ báo vẫn báo nguyên bản như này. Em lưu ý như vậy nhá. Đó, là cái xem vui thôi. Còn tiếp nữa để phân biệt cái hàng Mỹ, hàng Hàn lần nữa và hàng Nhật Bản, hàng Hồng Kông ấy, thì chúng ta sẽ vào AnTuTu Benchmark hoặc vào phần mềm kiểm tra về chip để chúng ta cùng xem. Đây nhá. Thì ở đây là chúng ta sẽ xác minh máy này. Đây là xác nhận máy này. Chúng ta xác minh đi xem có chuẩn hay không. Đây báo chuẩn nhá. Thì hàng Hàn Quốc nó sử dụng Exynos 9810. Exynos 9810 chứ không phải Snapdragon 855 đấy nhá. 845 đấy nhá. Đó, 855 thì vậy. Chứ 855 thì nó là hàng Mỹ hoặc là hàng Hàn. À, hàng Nhật, còn hàng Hàn với hàng quốc tế thì nó sẽ là Exynos 9810. Khi xem máy là như vậy. Đó, còn vào download mode để xem như nào có chuẩn hay không thì chúng ta ấn nhỏ tiếng này. Beat by là phím beat by nhá. Nhỏ tiếng beat by và phím nguồn giữ cùng một lúc này. Thì nó giữ khoảng 10 giây thì nó sẽ vào download mode, thì chúng ta sẽ xem ở trên đấy là có đúng mã chuẩn hay không, bởi vì có chạy được mấy nữa mà download mode vẫn sai là không được đây. Thì nó đây là download mode của máy Hàn, nó toàn chữ Hàn nhá. Chỉ có máy nước khác ví dụ Nhật và Mỹ thì nó hiện tiếng Anh rồi, riêng Hàn là phải hiện tiếng Hàn. Ấn to tiếng để vào nhá, to tiếng đấy. Đấy thì nó sẽ vào. Đây này, em nhìn nhá. Nó sẽ vào bên trên cùng đây này. Đó. Đây này, nó sẽ là tên máy này. Product name này, nó sẽ là GMSMG965N này. Có chạy bằng rời nữa thì cái này không phải bị thay đổi nhá, G965N nhá. Đó là sau lưng này, G965L chỗ này này. Đó thì mới là chuẩn. Đó thì ngày hôm nay thì mình hướng dẫn em như vậy thôi, quá dài rồi, mất hơn 20 phút rồi. Bây giờ là lượt giới thiệu nhá, quảng cáo nhá. Thì bây giờ mình hiện tại mình đang bán chiếc máy này rất là rẻ thôi. Bây giờ là năm tháng 12 năm 2021, máy này mình bán với giá chỉ loanh quanh 4 triệu thôi. Chi tiết anh em có thể vào website mn.vn, sang năm 2022 có thể nó rẻ hơn. Thế nên anh em xem clip nào thì clip này thì cứ vào chi tiết, nhất là vào website là msm.vn nhá, để cùng xem. Thì bên mình có bán máy này trực tiếp tại địa chỉ 170 Đằng Chay, hoặc anh em có thể bán hàng online, em có thể đặt hàng dưới website luôn, hoặc comment dưới video này để đặt hàng, hoặc là comment vào Facebook bên mình cũng là msm.vn luôn. Đó, để đặt hàng các sản phẩm này bên mình có ship code toàn quốc cho anh em, và bảo hành những chiếc máy này là một đổi một trong vòng 45 ngày cho ship COD, và bảo hành phần cứng trong vòng 12 tháng. Bảo hành phần cứng trong 12 tháng anh em hoàn toàn yên tâm nhá, rất là lâu. Bên mình bán máy cũ là bảo hành 12 tháng hết. Anh em hoàn toàn yên tâm. Thì bên mình có ship COD, có nghĩa là nhận được hàng anh em phải thanh toán. Nhận được hàng anh em phải thanh toán. Nếu trường hợp xảy ra bị lỗi đấy là rất hi hữu thôi, ít khi bị lắm, anh em có thể hoàn hà chuyển hàng về cho mình, phí đi phí lại bên mình chịu hoàn toàn.
đó, trong 45 ngày mình đổi máy khác luôn, anh em đỡ mất thời gian rồi anh em lưu ý như vậy. Đó, đặt hàng mình nói lại là đưa anh em có thể là đặt hàng trên website mm.vn, Facebook mm.vn hoặc comment dưới video này. Đó, thì ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu sơ qua, hướng dẫn cách xem và hướng dẫn anh em đặt hàng thôi. Cảm ơn anh em xem clip nhé, đặt hàng sớm để có giá tốt nhất. Chào tạm biệt anh em.